Ngày 18 tháng 12 tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức lễ khai trương hệ thống quản lý và giải quyết khiếu nại, tranh chấp trực tuyến trong thương mại điện tử và lễ ký kết nói không với hàng giả trong thương mại điện tử lần thứ hai. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng nhấn mạnh, thương mại điện tử tại Việt Nam đang có sự bứt phá mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng trung bình những năm qua là từ 25 đến 30% một năm. Riêng năm 2018, tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử Việt Nam đạt mức 30% với tổng doanh thu bán lẻ thương mại điện tử B2C đạt 8,06 tỷ đô la Mỹ. Theo dự báo của Google, nền kinh tế Internet Đông Nam Á có thể vượt mốc 240 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025 và nền kinh tế Internet tại Việt Nam được dự báo đóng góp vào con số này trên 33 tỷ đô la Mỹ. Nhằm chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn kịp thời, hiệu quả vấn nạn hàng giả trong thương mại điện tử, hệ thống quản lý và giải quyết phản ánh, khiếu nại, tranh chấp trực tuyến trong thương mại điện tử là cổng dịch vụ công mức độ 4 sẽ giúp kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu và phối hợp quản lý, giám sát thực thi và hỗ trợ giải quyết phản ánh, khiếu nại của các đơn vị chức năng trong và ngoài Bộ Công Thương như Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Tổng cục Quản lý thị trường, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, các Sở Công Thương. Hệ thống bao gồm 3 phân hệ chính là hệ thống quản lý giám sát và hoạt động thương mại điện tử tại địa chỉ online.gov.vn, hệ thống thông tin cảnh báo hỏi đáp trực tuyến và giải quyết phản ánh tranh chấp trực tuyến trong thương mại điện tử tại địa chỉ chống hàng giả.online.gov.vn và hệ thống báo cáo trực tuyến về tình hình hoạt động thương mại điện tử của các doanh nghiệp tại địa chỉ báo cáo.online.gov.vn. Để đẩy mạnh công tác chống hàng giả trong thương mại điện tử, tại lễ khai trương, Bộ Công Thương tiếp tục triển khai lễ ký cam kết nói không với hàng giả trong thương mại điện tử đợt 2 của 10 doanh nghiệp thuộc hai nhóm chính là nhóm các doanh nghiệp kinh doanh chuỗi bán lẻ, các doanh nghiệp vận hành sàn thương mại điện tử và cung cấp dịch vụ hỗ trợ thương mại điện tử.